Không hay rồi, không hay rồi, Lý tướng quân đã bao vây thành rồi. Không hay rồi, không hay rồi, Lý tướng quân đã bao vây thành rồi. Ngụy quân, nghe đây, bỏ vũ khí xuống, lập tức đầu hàng, trả lại thành Thái Bình cho ta. Lập tức đầu hàng, trả lại thành Thái Bình cho ta. Đây là cách cậu đối xử ân nhân cứu mạng của mình sao? Ân nhân cứu mạng. Tướng quân ngài đã đánh thắng trận, bản thân cũng bị trọng thương, đã hôn mê 3 ngày rồi. Nếu không có Tư Hữu Vũ tôi, sợ là cô không qua khỏi quỷ môn quan này đâu. Ngoài cửa có người. Việc mẫu thân bị uy hiếp chắc chắn có điều đáng ngờ. Lý Thanh Đồng, nếu người còn tiến thêm một bước nữa, ta sẽ ném mẫu thân người xuống dưới. Nếu muốn vào thành thì dẫm lên xác mẫu thân ngươi mà vào. Mẫu thân ở thành Đăng Dương, tại sao lại bị Ngụy quân bắt? Nếu như kẻ đứng sau đã muốn giấu tay mắt trong quân mình, vậy không bằng chúng ta diễn một vở kịch không xin lỗi sao? Nếu nói như vậy là ta thất lễ rồi. Chỉ là quân đã nhìn thấy thân thể của ta rồi. Nhìn kỹ thì vị công tử đây dung mạo bất phàm, không bằng đi theo ta làm nam nhân của ta. Được thôi, đi rồi. Lời nói lúc nãy đừng xem là thật. Quân có thể ra ngoài rồi. Vừa nãy còn bảo ta làm nam nhân của cô, bây giờ lại muốn đuổi ta đi. Ra ngoài. Tướng quân, rõ ràng là yếu ớt như vậy mà còn cố tỏ ra mạnh mẽ. Tướng quân, Lý tướng quân sao rồi ạ? Người chữa cho Lý tướng quân là y tiên Tư Hữu Vũ của Tiên Phong Cốc. Nghe nói y thuật của ngài rất lợi hại, có lẽ không có vấn đề gì đâu. Sao lại tức giận rồi? Còn chẳng phải là vì Lý Thanh Đồng đó. Có giận đến đâu cũng không nên làm tổn thương cơ thể mình chứ. Còn là người sẽ gả cho thái tử làm thái tử phi, bàn tay này rất quý giá. Yên tâm, mẫu thân nhất định sẽ trút giận thay con. Mẫu thân giúp con thế nào ạ? Cái này con không cần biết. Tướng quân, cô tỉnh rồi. Sao lại là quân chứ? Vi phu đang giúp nương tử trị thương đây. Nếu quân còn dám động tay động chân với ta, ta sẽ... Lời này của nương tử nghe xa cách vậy chứ. Dựa vào quan hệ giữa hai chúng ta, động tay thì có xem là gì đâu chứ. Quân, sao nào? Không nỡ đứng lên sao? Ra ngoài. Hôm nay Phi Phu xin phép đi trước. Nương tử từ từ dưỡng thương. Được nước làm tới. Tướng quân, khí sắc của ngài có vẻ tốt hơn nhiều rồi. Quả nhiên là thần y. A Lộc, đưa Tư Hữu Vũ đến đây cho ta. Dân, hóa đa đồng như cũng giống với ta. Nỗi nhớ trong tim rất sâu. Với hắn ta cho ta, trục xuất khỏi thành Thái Bình. Nhưng từ thần y có công chữa trị cho tướng quân bạc, cái này đối xử với phu quân của cô vậy sao? Quân đang uy hiếp ta, ta làm sao dám chứ? Chỉ là vài ngày trước tướng quân đã nói muốn ta làm phu quân của cô mà. Hôm nay lại đối xử với ta như vậy. Tha cho ngươi một mạng. Nếu không, bổn tướng đây chẳng phải thực sự sẽ trở thành người phóng đảng vô tình sao? Hai người họ đang nói gì vậy? Cứ chờ xem. Tại hạ sẽ tuân theo sự dạy bảo của tướng quân. Bây giờ mời tướng quân cởi áo ra. Chúng ta phải thay thuốc rồi. Mạc tướng cáo lui. Thái
Thái tử Kaka, tại sao họ lại phải cắt cành cây đi? Cắt những cành cây đó đi thì cành khác mới phát triển tốt hơn được. Chúng không biết đau sao? Tất nhiên là đau rồi. Nhưng nếu không cắt bỏ chúng, vậy thì những cành khác sẽ không lớn được. Hơn nữa, cắt những cành này đi thì cành sau mọc lên sẽ càng đẹp hơn. Nhẹ chút, nếu không miệng vết thương hở ra là bị sốt đó. Sẽ để lại sẹo đó. Vậy thì có sao? Hành quân đánh trận còn giữ được mạng đã là may mắn rồi. Mấy vết sẹo đó có đáng là gì đâu. Có nữ tử nào lại không quan tâm đến ngoại hình và làn da của mình chứ? Nhất định không khiến cô để lại sẹo. Tướng quân đang nghĩ gì thế? Mặt đỏ như vậy? Đâu có. Rõ ràng Quynh biết hôm đó là đang diễn, bây giờ vẫn thể hiện như vậy. Quynh không sợ ta thẹn quá hóa giận, giết Quynh để trút giận sao? Tướng quân nếu muốn làm tê liệt đối thủ, ta đoán là sẽ cần một hình tượng đắm chìm trong tình yêu. Vậy nên ta tạm thời vẫn an toàn. Quynh có phần hơi tự tin rồi thì phải. Ta đã nằm trên giường vài ngày rồi. Nào, giúp ta vận động gân cốt chút. Sao cô không nói trước với ta một tiếng chứ? Ta còn chưa có thời gian chuẩn bị. Kẻ địch sẽ cho ngươi thời gian chuẩn bị sao? Ta là phu quân của cô đó. Ta đã nhường Quynh rồi. Cái này gọi là nhường gì chứ? Nếu cô thật sự muốn nhường ta, vậy cô đứng đó đi. Ta đến vật ngã cô, được thôi. Vậy ta đến đấy nhé. Bí lời thật đấy. Tướng quân, thì ra đương tử thích vi phu thế này. Quynh thả ra. Quynh, tướng quân tìm tướng quân của các ngươi à? Có chuyện gì vậy? Quynh câm miệng cho ta. A Lộc, có chuyện gì? Tướng quân, thái thủ đại nhân cầu kiến ngài. Mời thái thủ đại nhân đến tiền sảnh dùng trà, ta sẽ đến ngay. Vâng. Hạ quan bái kiến Lý tướng quân. Đây là thánh chỉ điện hạ đưa tới, có một số việc chính sự cần sắp xếp lại. Trong lòng ta ác có tính toán, vài ngày nữa sẽ quay trở lại thành Đan Dương. Phải. Một người xuất chúng như Lý tướng quân đây, trong lòng tự khắc có tính toán. Điện hạ có chỉ. Lý Ái Khanh công chiếm thành Thái Bình, lòng trẫm của Miên, để thể hiện tấm lòng chân thành vì nước của Ái Khanh, đặc biệt lệnh cho thái tử đến thành Thái Bình để ban thưởng cho Ái Khanh. Khâm thử thái tử. Cô có nghe gì chưa? Thái tử điện hạ đến hôm rồi. Vậy đại tiểu thư nhà họ Lý kia nhiều năm vậy rồi, há chẳng phải là tốn công phu ích sao? Quản cô ta làm gì? Cô ta cả ngày múa đao phun kiếm cũng không biết xấu hổ mà bám lấy điện hạ. Phụ thân, con nghe nói thái tử ca ca đính hôn rồi hả? Là thật sao ạ? Phải. Đồng nhi, con đừng nghĩ nữa. Đối với thái tử điện hạ mà nói, có thể giúp được ngài ấy mới là vợ của ngài. Phụ thân, lần sau phụ thân ra trận hãy đưa con theo với. Tạ ơn điện hạ. Lý tướng quân, nhanh đứng lên đi. Thái tử điện hạ đích thân đến thành Thái Bình ban thưởng. Loại vinh dự này không phải là thứ mà người bình thường có thể có được đâu. Không đợi đại quân về kinh ban thưởng, ngược lại lại phái thái tử đến đây. Đây là phong thưởng thật hay là mượn danh nghĩa phong thưởng? Làm một hồi chút đi. Cô là ai? Thần là Thanh Thanh, là Tư Thần Y phái thần đến đây. Ừ, không tồi, đúng chứ? Đây là món tủ của thần đấy. Ăn vào giòn giòn nhưng lại không ngấy, ngon hơn nhiều so với đồ chiên ngập dầu. Thanh Thanh, dạ. Tất cả những việc ngày hôm nay cô làm, sau này không được phép làm nữa. Tại sao vậy? Rõ ràng là sư phụ rất thích. Sư phụ Tư Hữu Vũ? Ừ, một thần y mà cũng có thể sống tinh tế tỉ mỉ vậy sao? Sư phụ cô đâu? Xem ra tướng quân vẫn đang nghi ngờ ta.
Sư phụ, Quỳnh nghĩ nhiều rồi. Nương tử xem ra rất hài lòng với Thanh Thanh. Quỳnh thật sự không sợ ta sao? Lại còn trắng trợn sắp xếp người bên cạnh ta. Nếu tướng quân vẫn không đồng ý thì có thể đuổi ta với Thanh Thanh đi. Thật sự phải đi sao? Bây giờ vẫn cần Quỳnh ấy thay mình giữ chân hung thủ trong bóng tối đó. Bỏ đi, Thanh Thanh ta có thể giữ lại, nhưng để trao đổi phải nhờ Quỳnh phối hợp với ta diễn kịch rồi. Tướng quân nói đùa rồi, ta có lúc nào không phối hợp chứ? Ngược lại là tướng quân cô lúc đóng kịch thì làm cho thật một chút. Ta biết rồi. Ta bảo đảm không đến 2 tháng sẽ trả lại cô một làn da mịn màng. Loại thuốc này trên núi nhiều không? Không tính là nhiều. Ngày mai ta lên núi với Quỳnh. Được thôi. Đây, không cần. Cầm lấy đi, con thì không lên được đâu. Còn bao lâu nữa? Sắp rồi. Chính là những cái này. Phải hái nhiều vậy sao? Hái hết số thuốc này cũng chỉ đủ cho cô dùng trong 3 ngày. Sau này phải thường xuyên đến hái thuốc sao? Cái này cũng vất vả quá rồi. Để chữa khỏi vết thương cho cô đành phải vậy thôi. Quỳnh tỉnh rồi. Ta đã hai ít quả. Quỳnh trúng độc, ta không dám để Quỳnh cử động, sợ độc sẽ lan ra, đành phải ở qua đêm ở đây thôi. Nếu như Quỳnh có thể tự giải độc tố cho mình thì làm nhanh đi. Còn có thảo dược ta đã đánh rơi gần hết rồi, Quỳnh tìm thời gian khác rồi lấy lại đi. Trước mắt Thái tử Điện Hạ sắp vào thành rồi, chúng ta vẫn phải nhanh chóng quay về. Quỳnh nhìn ta chằm chằm làm gì vậy? Nếu cảm thấy thân thể không ổn thì nhanh chóng tự trị cho mình đi. Không, chỉ là cảm thấy tướng quân cô rất mệt mỏi. Quỳnh vẫn chưa tỉnh táo lắm. Bắt đầu từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cô vẫn luôn rất căng thẳng. Tất cả những người tốt đối với cô đều từ chối. Cô lúc nào cũng giữ trạng thái bận rộn, muốn để bản thân ra khỏi mọi chuyện. Lý Thanh Đồng, nếu muốn bước vào thành thì bước qua sát mẫu thân cô đi. Giết ta đi. Lấy cung ra đi. Vào thành. Giết. 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 Mẫu thân, con thắng trận rồi, con đã chiếm được thành Thái Bình rồi. Làm tốt lắm. Nhưng mẫu thân đã... Đồng nhi, quốc vi trọng, gia vi khinh. Mẫu thân là hy sinh vì nước, mang trên mình vinh quang của đại sở và nhà họ Lý. Con không cần phải tiếc thương. Mẫu thân. Sao hôm qua ta lại nói ra những lời đó chứ? Thật sự là không tỉnh táo nữa rồi. Có điều, có phải cô vẫn để ý đến việc cô chính tay giết? Không ngờ cô ấy cũng có một mặt như vậy. Quên thật sự được nước làm tới rồi đó. Đi thôi, ta cổng Quên. Với trạng thái bây giờ của Quên, tự đi thì không biết bao giờ mới tới. Ta sẽ coi như là không biết. Tướng quân đang trả thù chuyện hôm qua, ta khiến vô bối rối đi. Tướng quân, cuối cùng hai người cũng về rồi. Đây là xảy ra chuyện gì rồi sao?
A Lộc, đưa cô ấy đi nghỉ ngơi trước đi, lát nữa rồi nói. Vâng. Chị, tỷ chạy đi đâu vậy? Đại vương phái thái tử điện hạ đến truyền chỉ, đợi tỷ cả một ngày rồi. Sao muội lại ở đây? Tỷ nói như vậy, như không chào đón muội vậy, khiến cho muội rất đau lòng đó. Xảy ra chuyện lớn như vậy, đều đã lan truyền khắp kinh thành rồi. Muội và dì thật sự rất lo lắng, vậy nên mới mời thái tử điện hạ cùng đến đây. Tỷ có thể có chuyện gì khiến muội và dì nương lo lắng được chứ? Tỷ vẫn không biết sao? Chuyện của mẫu thân tỷ đã lan truyền khắp thành rồi. Còn vì cái này, các cô nương trong nhà Lý gia đều không thể giúp chồng dạy con nữa rồi. Sao tỷ tỷ lại nhẫn tâm vậy chứ? Ngươi là ai vậy? Ta với tỷ tỷ nói chuyện, sao ngươi lại cười chứ? Tiểu Bạch Kiểm, chẳng qua chỉ là món đồ chơi của tỷ tỷ thôi mà, cũng dám bất kính với ta? Không dám. Có điều Lý nhị tiểu thư, cô vừa thấy tướng quân mà cũng không chào hỏi một câu, càng không nói đến việc tế bái phu nhân, ngược lại còn trách móc tướng quân để nợ việc giúp chồng dạy con của cô. Phần bất kính này của cô sợ là còn nghiêm trọng hơn cả tại hạ. Ta được rồi, Lý Thanh Dung, đây không phải kinh thành, nếu như muội đã đến đây, hãy đem những thứ phồng vo trong bụng muội cất hết đi cho ta. Huynh còn chê bản thân chết chưa đủ nhanh à? Mau đi nghỉ ngơi đi. Tuân lệnh. Điện hạ, tiểu thư Lý Thanh Du không cần quản cô ta, chỉ là một kẻ ngu ngốc mà thôi. Nếu không phải vì vương gia, bỏ đi. Đi thôi. Dân, đi xem Đồng Nhi và Tiểu Bạch Kiểm của cô ấy. Cảm giác sao rồi? Tứ chi mỏi nhừ, tức ngực, hụt hơi, còn đổ mồ hôi khắp người. Ta sợ ta không ổn rồi. Có điều, nếu tướng quân đồng ý chăm sóc ta vài ngày, ta nhất định sẽ khỏi. Độc mà sư phụ trúng phải, thật bá đạo. Ừ, có điều đã được sư phụ áp chế rồi, dưỡng sức nửa tháng là sẽ khỏi. Cô, con thật sự là đồ đệ tốt của ta đó. Tướng quân, thái tử điện hạ cho gọi người. Ừ, vậy quên nghỉ ngơi trước đi, ta qua đó chút. Đi thôi. Không cần đâu. Thái tử điện hạ, lâu rồi không gặp. Đồng Nhi, có chuyện gì chúng ta đến phòng khách nói chuyện được chứ? Ở đây có người cần phải nghỉ ngơi. Thánh thủ giang hồ, thần y tư hữu phủ của Tiên Phong Cốc, nếu để người ngoài biết được ngươi làm Tiểu Bạch Kiểm của Đồng Nhi, thì giang hồ xem ra đã nổi lên một trận bão lớn rồi. Chuyện này không cần thái tử điện hạ phải nhọc lòng đâu. Điện hạ, cơ thể quân ấy rất yếu, có chuyện gì ngài nhất định phải nói vào lúc này sao? Bảo vệ hắn ta vậy sao? Xem ra hai người các ngươi không phải chỉ là hư tình giả ý đâu. Bỏ đi, cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Ta chỉ là muốn đến gặp muội, để muội biết là ta vẫn còn vương vấn muội. Thái tử điện hạ, nếu như ngài không có chuyện gì, vậy mời ngài về cho. Lý Thanh Đồng tướng quân, tiếp chỉ. Sở vương có chỉ. Lý Thanh Đồng ái khanh đã vượt qua ngàn dặm để đến chi viện cho thành Thái Bình, để khôi phục lại lãnh thổ đã mất của Đại Sở. Đây trẫm trọng thưởng, phong Lý tướng quân làm nữ tướng hạng nhất Đại Sở, một chiếc roi kỳ lân, 50 con ngựa tốt, 10.000 lạng vàng, 100 cuộn tơ lụa. Ngoài ra, mẫu thân của Lý tướng quân, Lý Trương Thị, hy sinh vì nước, phong danh hiệu đệ nhất phu nhân, ban thưởng 2 viên ngọc quý. Lý Thanh Đồng tướng quân, tiếp chỉ. Vàng do đại vương ban thưởng, Thanh Đồng thân là một võ sĩ không cần dùng đến. Xin đại vương hãy ban số vàng đó cho người dân thành Thái Bình. Thành Thái Bình bị ngụy quân đóng chiếm, người dân không được an yên, cũng có rất nhiều gia đình phải ly tán, sống lang thang, tan cửa nát nhà. Thanh Đồng nguyện mở sạp cháo ở thành Thái Bình, cố giúp bách tính, giúp họ nghỉ ngơi lấy sức. Được, vàng do bệ hạ ban thưởng, muội thích dùng thế nào thì dùng như thế. Tạ ơn bệ hạ. Lùi xuống hết đi, ta có vài chuyện chính sự quan trọng muốn hỏi Lý tướng quân. Trận đánh này của Lý tướng quân phiền thái tử điện hạ lo lắng rồi. Đối với Thanh Đồng mà nói, đánh trận chỉ là chuyện như ăn cơm bữa. Thanh Đồng, muội thật sự không có gì muốn nói với ta sao?
Nói gì cơ? Muội nghỉ ngơi cho khỏe. Phụ thân, quả nhiên là con gái ta vừa thắng trận. Thật không hổ thẹn với danh tiếng nhà họ Lý chúng ta, không hổ thẹn với danh hiệu tướng quân. Con gái, con nói đi, con muốn gì? Phụ thân tìm cho con. Phụ thân, con gái muốn vào cung gặp Thái tử Điện Hạ. Xem ra Thanh Đồng vẫn chưa biết Thái tử Điện Hạ sợ rằng không có thời gian gặp con. Sau 3 ngày nữa sẽ đến đại hôn của Điện Hạ rồi. Gì nói gì? Tướng quân, tình hình Thành Thái Bình đã xử lý ổn thỏa rồi. A Lộc, sao phát giáo mấy ngày rồi? Đã 5 ngày rồi. Ngụy quân chiếm thành thời gian không lâu, nhiều bách tính cũng không đến mức phải chịu phò cháo do quan phủ phát, nhưng mọi người vẫn đến xin cháo ăn. Sao Quỳnh ở đây? Ta đến đưa thuốc cho cô. Vết thương của cô vẫn chưa khỏi hoàn toàn, nên nghỉ ngơi thật tốt mới đúng. Thuốc để Thanh Thanh mang đến là được rồi. Bây giờ Quỳnh cần được nghỉ ngơi hơn ta đó. Cô nói đùa rồi. Tâm lý của tôi sao lại mượn danh của người khác chứ? Về số vàng đó, đủ cho bách tính ăn bao nhiêu ngày nữa? Chăng vài tháng đó. Vậy cô từng nghĩ đến vài tháng sau chưa? Có cháo ăn miễn phí thì ai còn thèm đi làm nữa. Cứ tiếp tục như vậy, sau vài tháng nữa, số lượng người dân gặp nạn không những không giảm mà ngược lại còn tăng thêm. Đến lúc đó, cô lấy ngân lượng ở đâu để cho bọn họ cháo chứ? Vậy Quỳnh có cách gì sao? Từ từ cô sẽ biết thôi. Cố làm ra vẻ huyền bí. Những người này căn bản không phải những nạn dân sống lang thang. Nếu không quần áo không thể sạch sẽ vậy được. Cái này nên làm sao đây? Để đồ ở đây. Nào, Lý tướng quân phát ngân lượng đây. Đường Tranh, Đường Tranh, xếp hàng đi. Đầu tiên, ta muốn nói với mọi người, số ngân lượng này không phải phát không cho mọi người. Nếu như muốn làm buôn bán nhỏ hoặc những người có bản lĩnh kiếm kế sinh nhai thì có thể nhận một phần ngân lượng. Nhưng sau khi lĩnh ngân lượng xong thì không được đến sạp cháo lấy cháo nữa. Sau này không được đến lĩnh cháo nữa hả? Có thể được lĩnh bao nhiêu ngân lượng chứ? Mỗi người đều có thể lấy 5 lạng bạc. 5 lạng? Vậy mọi người đã nghĩ xong chưa? Muốn mưu sinh như nào? Lấy cái gì để thuyết phục ta đưa cho số tiền này? Tiểu nhân muốn mở một quán mì Văn Thắng. Có số tiền này, 5 ngày sau tiểu nhân có thể mở được tiệm Văn Thắng này rồi. A Lộc, nào, cầm lấy. Thật sự lấy được ngân lượng. Số ngân lượng này vốn là để cung cấp cho sạp cháo này, nhưng ta phát hết cho mọi người. Chỉ là hy vọng mọi người đừng từ bỏ kế sinh nhai của bản thân, tìm kiếm sự trợ giúp từ người khác không bằng tự mình cố lấy mình. Đa tạ Lý tướng quân. Đa tạ Lý tướng quân. Chẳng qua chỉ là vài đồng ngân lượng, vài bát cháo thôi. Đám tượng dân ngu ngốc đó lại khen Lý Thanh Đồng hết lời như vậy. Nếu không phải do phụ thân thiên vị, bây giờ phủ tướng quân là của ai vẫn chưa định đâu. Nhu Nhi, là do con không phải vì chuyện này mà thất lễ rồi à? Quả thật là chuyện nhỏ. Nếu lúc đầu Vi Nương có thể khiến cô ta rời xa Thái tử, vậy thì cũng giống như bây giờ có thể khiến con trở thành Thái tử Phi. Đồng Nhi, Điện Hạ, chẳng phải bây giờ ngài nên đi tuần tra nạn dân sao? Ta đã tuần tra về rồi. Đã muộn như vậy rồi. Nếu như Điện Hạ không có chuyện gì, mặt tướng xin phép cáo lui. Đồng Nhi, muội nhất định phải như vậy sao? Thái tử Điện Hạ xin ngài tự trọng. Sao muội lại biến thành như vậy chứ? Thái tử Điện Hạ nhất định khiến ta phải xem thường ngài sao? Lý Thanh Đồng, số cuộc ta đã làm gì có lỗi với muội? Nếu là vì Thái tử Phi, được, ta bảo đảm với muội, đợi sau khi ta được lên ngôi thì vị trí hoàng hậu nhất định sẽ là của muội. Vậy Thái tử Điện Hạ định đặt Thái tử Phi ở chỗ nào chứ? Ta chẳng phải vì muội, vì ta hả? Bây giờ ngài làm ra dáng vẻ ta đen như vậy, lúc đầu sao lại đính hôn với Thái tử Phi chứ? Ngự trong cung thân bất do kỹ, muội không thể hiểu cho ta được sao?
Hiểu. Điện hạ muốn ta phải nói rõ ra như vậy sao? Ngài chẳng qua chỉ là thấy phụ thân ta không giúp được gì, cưới ta cũng không có cách nào trợ giúp được cho quân mà thôi. Bây giờ ngài thấy Lý gia đã do ta nắm quyền rồi, ngài lại cảm thấy có cơ hội đúng không? Hóa ra muội nghĩ ta như vậy thật. Nếu không muốn người khác nghĩ vậy, vậy thì điện hạ ngài đừng làm những chuyện khiến người khác hiểu lầm chứ. Từ Hữu Vũ, kỳ lạ, sao gặp cô ấy không hiểu sao lại cảm thấy an tâm hơn. Đã là Tiểu Bạch Kiểm, Tư tiên sinh thật sự có chút không biết tốt xấu đó. Ta đang nói chuyện với Lý tướng quân, làm gì có chỗ cho quân chen miệng vào chứ. Phải rồi điện hạ, nếu như gả cho ngài, vậy chẳng phải vứt bỏ phủ của ta sao? Ta thật sự không nỡ. Việc đóng kịch không phải là chuyện thường ngày sao? Sao phải xấu hổ chứ? Nếu là muội, ta không để bụng đâu. Điện hạ ngài có tấm lòng bao dung thật đó. Đường đường là thái tử, ngay cả câu cho phép thê tử mình nuôi Tiểu Bạch Kiểm cũng nói ra được. Nếu truyền ra ngoài, lời ngài nói còn ai nghe nữa, sẽ không cảm thấy thái tử điện hạ có mưu đồ gì khác đấy chứ. Muội, đến đây thôi. Thái tử điện hạ, suốt cuộc ngài có tính toán gì ta không có quyền hỏi, nhưng mong ngài đừng có ý đồ kéo Liệt Hỏa quân xuống nước. Thế Thanh Đồng, muội thật sự tuyệt tình vô tâm, chúng ta như nhau thôi điện hạ. Mạc tướng cáo lui. Đã muộn như vậy rồi, huynh tìm ta có chuyện gì? Là chuyện cháu cứu tế. Vào chiều tối lúc ta đi khám, ta phát hiện tất cả cháu trong sạp đều là hạt đã già. Tướng quân, sao vậy? Khởi bẩm tướng quân, trong thành Thái Bình xuất hiện dịch bệnh. Từ khi nào? Sáng sớm nay phát hiện ra, thái tử điện hạ đã nhốt riêng những người bệnh lại rồi. Đưa ta đi xem. Những người đó hành động khá nhanh. Cô ở đây đợi ta. Sao rồi? Đừng đến gần ta. Các người về y quán đợi ta. Sư phụ, tỷ tỷ, Thanh Thanh, đi lấy thuốc đến đây. Dạ, chuyện dịch bệnh đó rốt cuộc là sao thế? Quynh để Thanh Thanh đi sắc thuốc, là Quynh có phương thuốc sao? Chỉ là cách phòng thôi, phải đun nhanh lên chút, đưa tất cả bách tính trong thành uống đi, ta sẽ làm vậy. Sư nương, người uống thuốc trước đi. Tướng quân, thần đã điều tra những người đã chết vài ngày trước. Theo lý mà nói thì chuyện này sớm phải báo với quan phủ rồi, nhưng không biết bị ai ngăn cản. Bắt được người tráo đổi lương thực chưa? Thuộc hạ vô dụng. Đứng lên đi, nhanh chóng cho bách tính trong thành một lời giải thích. Dân tướng quân, còn có một chuyện không biết ai truyền tin ra ngoài. Bây giờ bên ngoài đều đang truyền nói tướng quân tham ô ngân lượng của nạn dân, còn cho nạn dân ăn thức ăn ôi thiêu. Cứ như những người đó không có đầu óc vậy. Nếu như tướng quân tham ô ngân lượng, còn tặng tiền cho họ làm gì chứ? A Lộc, ngươi đi tra xem khoảng thời gian này thái thú để tiếp xúc với những ai. Chuyện này nhất định có liên quan đến ông ta. Chẳng lẽ là nói ông ta cố tình giao ra quyền quản lý thành Thái Bình vì ông ta biết có người muốn hất nước bẩn vào tướng quân? Bỏ đi, trước mắt phải khống chế dịch bệnh trước đã. Dân nè, hai người ngơ ra đó làm gì? Cậu không mau đi sắc thuốc phát cho bách tính đi. Cô yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ được những bách tính đó, sẽ không khiến họ phải chịu khổ vì bệnh tật đâu. Nhưng mà cô á, đừng câu mày nữa. Tỷ phu thật là ân ái. Bọn ta còn có việc gấp. Lý Thanh Đồng thật sự không dễ đối phó. Hôm qua bổn vương đã nhượng bộ như vậy mà cô ta vẫn từ chối. Nhưng dù sao cũng biết được thái độ của Lý tướng quân. Cũng đúng, nếu mùi ấy đã không muốn để Liệt Hỏa quân can dự vào việc tranh ngôi vị này, ta nghĩ mùi ấy cũng không muốn vì bổn vương lôi kéo Dương gia mà đối địch với ta. Nhưng trong lòng bổn vương vẫn có chút không thoải mái. Điện hạ, những người làm việc lớn thường không tốn thời gian vào những việc nhỏ nhặt. Ngài tuyệt đối đừng vì tình cảm cá nhân mà làm lỡ đại sự.
Thái tử điện hạ, Lý Thanh Nhu tiểu thư cầu kiến. Mẫu thân của Lý Thanh Nhu là con gái ruột của Dương tướng quân. Bổn vương biết rồi. Gần đây điện hạ mệt rồi, Thanh Nhu đã dặn đầu bếp làm một vài món, vẫn mong điện hạ đừng chê. Thanh Nhu cô nương quả thật là hiểu lòng người, điện hạ quá khen rồi. Để đó đi. Nghe nói hôm qua điện hạ đi gặp tỷ tỷ. Ừ. Đáng tiếc Đồng Nhi có vẻ không thích gặp bổn phương cho lắm. Điện hạ dung mạo bất phàm, là tỷ tỷ không biết tốt xấu thôi. Nếu là ta, nếu có thể gặp được nam nhân giống như điện hạ đây, cho dù chỉ bằng một nửa ngày, ta cũng thấy đủ rồi. Ngươi và tỷ tỷ ngươi thật sự khác nhau hoàn toàn. Tỷ tỷ từ nhỏ đã được sủng ái, kiêu ngạo quen rồi. Người tốt như điện hạ đây cũng không biết trân trọng. Vậy Thanh Nhu cô nương có nguyện ý trân trọng bổn vương không?